thưa quý khán thính giả của đài, hôm nay tôi lại trở lại với quý vị trong cái tiết mục Thế giới quanh ta. Hôm nay tôi sẽ có vài cái thông tin tại Hoa Kỳ trong cái phần thông tin ngày hôm nay. Trước nhất là như chúng ta biết là gần 2 năm qua vì cái dịch bệnh COVID-19, do đó tất cả các cái phương tiện di chuyển và đặc biệt là ngành du lịch đã gần như chết đứng. Thì ngày mùng 8 tháng 11, Hoa Kỳ bắt đầu mở lại để đón các du khách từ 33 quốc gia, tức là những cái người mà đã chích ngừa 2 mũi đó, và có cái chứng nhận chích ngừa thì có thể được vào Hoa Kỳ. Khi thông tin này đưa ra thì chúng ta thấy tất cả các cái phương tiện truyền thông, đặc biệt là các hãng hàng không lớn như là American Airlines và những hãng hàng không khác là tấp nập làm việc. Và như chúng ta biết là hàng năm như vậy đó, bình thường thì số người ở nước ngoài vào Mỹ, du lịch đến Mỹ đó, nó khoảng từ 70 tới 80 triệu mỗi năm. Trong khi ấy thì số người dân Mỹ đi ra nước ngoài đó cũng trung bình từ 90 tới 95 triệu. Chúng ta thấy một con số tưởng tượng như vậy, lớn như vậy, thành cái ngành hàng không đó nó rất là bận rộn. Trong khi hiện nay Hoa Kỳ đang ở trong cái tình trạng còn dịch bệnh, do đó các hãng hàng không đã phải làm việc hết sức trong những ngày qua, nhưng mà cũng không giải quyết kịp là vì nhiều những hãng mà phi công cũng như những tiếp viên họ từ chối chích ngừa, do đó hiện tại bây giờ đang thiếu nhân viên. Và ngày mùng 8 tháng 11 bắt đầu có những chuyến bay sẽ đến Hoa Kỳ, và đồng thời ở Hoa Kỳ cũng có những chuyến bay đi. Thì chúng ta thấy từ nay cho cuối năm cái ngành du lịch ở Hoa Kỳ sẽ được khôi phục phần nào, chứ cũng chưa được như quá khứ, bởi vì hiện tại mới có 33 quốc gia là được Hoa Kỳ chấp nhận để cho du khách đến. Và như vậy thì có hàng trăm quốc gia khác cũng đang chờ đợi, và dĩ nhiên là có những cái quy định để cho những du khách ấy phải chắc chắn là đã được chích ngừa. Thì khi mà đã được chích ngừa thì cái ngành vận chuyển hàng không nó mới trở lại ổn định, và như vậy cái ngành du lịch ở Mỹ sẽ được sống lại, bởi vì ngành du lịch ở Mỹ cũng là một trong những cái ngành mà đem cái lợi tức đến cho nước Mỹ rất lớn. Đồng thời người du khách Mỹ cũng đi ra các nước ngoài rất nhiều, như tôi nói hồi nãy là trung bình một năm là 90 tới 95 triệu người Mỹ đi khắp thế giới. Và chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một cái quốc gia hấp dẫn, thành ra rất nhiều du khách ở khắp thế giới cũng đến thăm nước này. Đó là một cái tin vui, nhưng mà hiện tại Hoa Kỳ các hãng hàng không vẫn chưa có thể đáp ứng được, bởi vì tình trạng mà vaccine, tình trạng mà về lây nhiễm nó vẫn còn đe dọa, do đó cũng còn phải chờ một thời gian nữa. Đó là cái thông tin thứ nhất. Và vì vậy quý vị nào có muốn đi du lịch thì cũng cần theo dõi, và đặc biệt là nhớ lấy cái chứng chỉ mình đã chích ngừa để giữ như là cái thẻ căn cước vậy. Nếu chúng ta đi mà không có cái đó thì cũng phiền lắm. Đó là chúng tôi cũng xin thông báo để quý vị có những cái công việc cần phải đi về Việt Nam hay đi đâu đó cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Đó là cái bản tin thứ nhất tôi muốn thông báo với quý vị ngày hôm nay. Cái bản tin thứ hai tôi muốn thông báo với quý vị là ngày hôm thứ Sáu vừa rồi thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một cái dự luật, tức là hạ tầng cơ sở với cái số tiền là 120 tỷ Mỹ Kim. Xin lỗi, 1.200 tỷ Mỹ Kim. Thật sự ra cái dự luật này đó thì đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua từ hồi tháng 8. Nhưng mà bên phía Hạ viện thì có 3 khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là phe bảo thủ, tức là người ta không muốn cái sự chi tiêu quá đáng thì sẽ phải tăng thuế. Cái thành phần thứ hai là trung dung thì uyển chuyển hơn một chút, Nhưng mà thành phần thứ ba đó thì nhất định là chống lại, là vì người ta muốn có thêm một cái khoản chi tiêu 3.500 tỷ nữa thì họ mới đồng ý là ủng hộ hai cái đó nhập lại với gần 5.000 tỷ. Thì đây là một con số quá lớn. Thì tranh luận mãi cho đến cuối tuần vừa rồi, Hạ viện đã thông qua với cái số phiếu là 228 phiếu, trong ấy có 13 phiếu của bên phía Cộng hòa ủng hộ, thì cái dự luật đó đã được thông qua. Trong khi ấy thì bên phía Dân chủ có 6 dân biểu là những người thuộc phe cánh tả mà cực tả đó, thì họ vẫn bỏ phiếu chống. Tuy nhiên chống nhưng mà nó cũng được thông qua. Thì tôi xin nói qua về cái dự luật 1.200 tỷ này để làm gì. Thứ nhất đó, ngay từ đầu đó, cái định nghĩa về hạ tầng cơ sở có nghĩa là cần phải tu bổ đường xá, cầu cống, điện, nước, các cái phương tiện để phục vụ cho xã hội. Bởi vì như chúng ta biết rằng rất nhiều tiểu bang, đặc biệt là những tiểu bang miền Đông, những tiểu bang mà mưa nhiều chẳng hạn, đường xá cầu cống đã rất cũ, có những chỗ cả mấy chục năm, trăm năm chưa có sửa chữa và đường xá rất là xấu, cầu cống cũng vậy, cảng, bến tàu, rồi các trạm xe lửa, xe điện vân vân, tất cả những cái đó chúng ta gọi là hạ tầng cơ sở. Nhưng trên thực tế đó thì trong cái 1.200 tỷ này nó chỉ dành ra đúng có 382 tỷ là đi vào những cái đúng như chúng ta suy nghĩ, đúng như cái tên của nó là hạ tầng cơ sở. Còn lại gần 800 tỷ đó thì nó lại vào những cái khoản mà không có trực tiếp. Một trong những chi tiêu rất lớn trong cái số khoản tiền này đó là sẽ dùng vào những việc như là thiết lập những cái trạm trạc điện, bởi vì người ta có khuynh hướng là sẽ chấm dứt vấn đề mà sử dụng xăng dầu, than gây ô nhiễm, tức là thải ra cái khí carbonic đó, cái CO2. Do đó người ta sẽ xây những cái trạm để mà cho xe điện, trạc điện vân vân, và những cái dịch vụ phục vụ cho nhân sinh như là childcare, như là những cái đó, thì tất cả những cái đó đều gọi là hạ tầng cơ sở hết. Do đó cái số tiền thật sự nó vào cái khoản mà đường xá, cầu cống, điện, nước, phương tiện, bến cảng các thứ nó chỉ có chưa đầy 400 tỷ mà thôi. Thì đây là một trong những cái lý do mà bên phía Đảng Cộng Hòa không có yểm trợ. Tuy nhiên sau cái này rồi thì bên phía Đảng Dân chủ vẫn muốn tiếp tục cái dự luật mà trước đây là muốn 3.500 tỷ thì bây giờ nó còn cắt xuống còn 1.750 tỷ để tiếp theo, tức là cái kế hoạch của ông Joe Biden. Nhưng mà trong cái 1.700 tỷ này trước đây đó là người ta tính là 10 năm, nhưng mà bây giờ cũng rút lại là trong 5 năm thì nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc tranh cãi mà có lẽ rất khó để mà thành công được, là vì nếu với cái tính cách chi tiêu này thì không thế nào là không phải tăng thuế, bắt buộc phải tăng thuế. Đó là cái mà những cái người bên phía Cộng Hòa không có ủng hộ cái dự luật mới thêm 1.700 tỷ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó có thể là Đảng Dân chủ sẽ đạt được trong những ngày tháng tới, có thể là trước cái kỳ bầu cử năm 2022, có thể sớm hơn nữa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nó đang diễn ra ở trong cái chính trường ở nước Mỹ này. Cái thông tin thứ ba mà quý vị cũng đã theo dõi, tức là hôm mùng 2 tháng 11 vừa rồi thì có hai tiểu bang có những cuộc bầu cử thống đốc và những viên chức tại đó, tức là tiểu bang Virginia và tiểu bang New Jersey. Hai tiểu bang này nguyên là những tiểu bang mà Đảng Dân chủ được ủng hộ từ rất lâu và rất mạnh. Năm 2020 thì ông Joe Biden đã thắng ông Donald Trump có chỗ đến 10 điểm. Thế nhưng mà trong cái cuộc bầu cử ngày 2 tháng 2 vừa 2 tháng 11 vừa rồi đó thì thống đốc của Virginia là một người mới hoàn toàn, ông John King. Ông này là đảng Cộng hòa và ông John King là năm nay mới 54 tuổi, là một người kinh doanh, chưa hề tranh cử, chưa hề giữ bất cứ một cái chức vụ dân cử nào, nhưng mà ông ta đã thắng. Đồng thời người ứng cử phó thống đốc cũng thắng, rồi nghị viện ở Hạ viện cũng về tay đảng Cộng hòa. Còn bên phía New Jersey thì thống đốc cho đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại, thì có vẻ như bên dân chủ đã thắng. Nhưng mà nhiều chức vụ khác, đặc biệt là có cái chức vụ một ông thượng nghị sĩ, chủ tịch của thượng viện của nghị viện của New Jersey đã thua một người lái xe, một người tài xế vô danh tiểu tốt. Ông này chỉ tốn có lúc đầu có 150 mấy đồng để ghi danh và không có vận động, không có gì hết, nhưng mà người dân lại bỏ phiếu. Thì cái chuyện này cho chúng ta thấy cái gì? Người dân bỏ phiếu cho khuynh hướng của đảng Cộng hòa thì nó có 3-4 cái lý do chính, mà theo tôi cái lý do thứ nhất ấy, là người ta quan tâm tới vấn đề giáo dục. Bởi vì trong cái cuộc tranh cử ở Virginia thì chúng ta thấy là cái ông thống đốc bên Virginia, bên dân chủ đó, thì chủ trương là cái quyền quyết định về đường lối giáo dục là do chính phủ, phụ huynh không có được can thiệp vào. Đó là cái thứ nhất mà người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người quan tâm tới vấn đề giáo dục, người ta không chịu. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề và kinh tế. Rõ ràng là trong hiện tại, trong cái đời sống kinh tế chung, nó rất là đắt đỏ, đặc biệt là nhiên liệu và tất cả các nhu yếu phẩm đều đắt hết. Đó là vấn đề kinh tế. Vấn đề thứ ba là cái vấn đề mà bắt buộc phải chủng ngừa. Đó, thì nó cũng làm cho rất nhiều người ta không muốn chủng ngừa, và đặc biệt là những người công chức, những người mà làm việc cho chính phủ hoặc là những công ty đó, họ chấp nhận thôi việc, chấp nhận bị đuổi việc mà không thấy chích ngừa. Thì đó là người ta cũng chống lại cái chuyện đó. Do đó mà những cái khuynh hướng đó người ta đã dồn phiếu cho đảng Cộng hòa. Và đây là một cái tín hiệu để cho đảng Cộng hòa phải, đảng Dân Chủ phải tính lại cái chính sách của mình. Và nếu tiếp tục những cái chính sách như là dẹp bỏ cảnh sát, rồi thì ủng hộ phá thai, rồi thì vấn đề giáo dục không cho phụ huynh được can thiệp vào, vân vân, tất cả những cái chính sách ấy sẽ làm cho đảng Dân Chủ sẽ có thể sẽ rất là nguy hiểm và có thể mất cả Thượng viện lẫn Hạ viện vào cái kỳ bầu cử năm 2022. Thì đó là một cái tín hiệu mà bây giờ những người lãnh đạo đảng Dân Chủ cần phải xét lại, xem cái thay đổi như thế nào. Nếu vẫn theo đuổi cái chính sách ấy thì có thể sẽ mất cái thế trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đúng một năm nữa. Đó là những thông tin mà tôi xin được để đến cho quý thính giả ngày hôm nay. Xin hẹn lại trong một lần khác.